Chiếc máy này có công suất lọc lên đến 162 lít mỗi giờ. Nhờ vậy mà mọi người có thể thoải mái rửa rau, trái cây, nấu ăn và nhiều việc khác cần đến nước sạch. Nếu bạn bỏ qua video này, có nghĩa là bạn đã bỏ qua một chiếc máy lọc nước để bàn chất lượng, giúp mình vừa có thể tiết kiệm điện, vừa không lãng phí nước, lại có nguồn nước sạch kháng khuẩn để sử dụng hàng ngày. Được chuyển kênh, ngay bây giờ hãy cùng với Quỳnh tìm hiểu về chiếc máy lọc nước này nhé. Chiếc máy lọc nước để bàn này đến từ thương hiệu Stiebel Elchen của Đức. Chiếc máy này có tên gọi là Fountain 7S, trong đó số 7 có ý nghĩa là nước sẽ được lọc trong 7 bước. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ 7 bước lọc ở đâu ra? Liệu đây có phải là một cú lừa không mọi người? Bởi vì rõ ràng mình nhìn thấy là nó chỉ có một cái lõi lọc như thế này thôi. Nhưng mà mọi người đừng có quá hoang mang về vấn đề này nha. Bởi vì đây được xem là một trong những điểm cộng của chiếc máy lọc nước này. Việc trang bị 7 bước lọc ở trong một lõi sẽ giúp phần làm cho chiếc máy lọc nước này trông vô cùng nhỏ gọn nhưng mà vẫn cho ra được một nguồn nước sạch tốt. Ở bước 1, nước sẽ đi qua bộ lọc trầm tích hay còn gọi là bộ lọc thô để lọc bớt bụi bẩn, reset và chất bẩn kích thước lớn hơn 5 micron. Tiếp đến bước 2, nước sẽ được lọc bởi lớp than hoạt tính để làm mất đi mùi hoặc vị lạ, clo, kim loại nặng, hợp chất hữu cơ, hợp chất khí bay hơi VOCs. Sau đó ở bước 3, nước tiếp tục đến với lớp bóng gốm tia hồng ngoại xa. Tại đây, nước được cung cấp tia hồng ngoại xa và khoáng chất nên có vị ngon hơn và thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. Bước lọc thứ 4, nước sẽ đi qua lớp bóng gốm ion âm nên nước sẽ có vị ngon hơn. Khi nước đến bước lọc thứ 5 thì mùi vị sẽ được cải thiện hơn, đồng thời vi khuẩn trong lõi lọc cũng bị ngăn cản quá trình phát triển nhờ than hoạt tính ion bạc. Bước thứ 6 chính là bước quan trọng hơn cả vì nước sẽ đi qua lớp màng sợi rỗng siêu lọc với kích thước lỗ lọc nhỏ từ 0,1 đến 0,01 micron. Nhờ vậy mà nước giảm được 100% vi khuẩn, loại bỏ vi sinh vật và một phần virus. Đến bước cuối cùng, để củng cố thêm mức độ tinh khiết diệt khuẩn của nước, máy có thêm đá khoáng bạc gồm ion bạc và đá khoáng chống vi khuẩn, ngăn ngừa ô nhiễm từ bên ngoài. Theo như thông tin từ hãng thì hệ thống lọc này đã được Trung tâm Hợp tác về An toàn Thực phẩm và Nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới WHO kiểm tra và chứng nhận theo tiêu chuẩn NSF trên ANSI 42 và 53 để giảm vị, mùi, clo, hạt định danh loại 1, độ đục và VOC. Bên cạnh đó, lõi lọc này còn được sản xuất ở Hàn Quốc nữa, nên là khi sử dụng chiếc máy lọc nước này, chúng ta cũng có thể an tâm phần nào về sức khỏe của mình đúng không? Chưa hết nha, như Quỳnh cũng đã đề cập trong bước lọc thứ 6, nước sẽ đi qua màng sợi rỗng siêu lọc UF. Đây cũng chính là công nghệ lọc mà máy sử dụng. Công nghệ UF này tuy lọc được hầu như toàn bộ vi khuẩn nhưng mà nó chỉ lọc được với nguồn nước là nước máy thôi. Thế nên là chỉ những nhà nào sử dụng nước máy mới có thể dùng được chiếc máy lọc nước này. Đây là một điểm mà Quỳnh thấy khá là bất tiện. Trong quá trình sử dụng thì Quỳnh có làm thí nghiệm để đo độ pH của nước. Sau khi nhỏ một vài giọt dung dịch thử độ pH vào ly nước được lọc bằng cái máy này thì đây là kết quả mà Quỳnh thu được. Màu sắc này của nước ứng với độ pH 8.0. Điều này có nghĩa là nước có thể uống trực tiếp hoặc dùng để nấu ăn. Không chỉ cho ra nguồn nước chất lượng mà ngay từ đầu Quỳnh cũng đã giới thiệu với mọi người rồi đó. Chiếc máy này còn giúp tiết kiệm điện nữa bởi vì nó có dùng điện đâu. Không giống như những chiếc máy lọc nước thông thường phải cần dùng điện để gia tăng áp suất đưa nước qua các lõi lọc thì chiếc máy này vẫn có thể sử dụng được ngay cả khi áp suất nước trong nhà của mình thấp, chỉ từ 0.1 đến 0.4 MPa. Ngoài ra thì trong quá trình lọc nước, máy cũng không có nước thải ra nữa nên lại thêm được một điểm cộng là tiết kiệm nước. Như vậy là mọi người cũng có thể thấy là sử dụng chiếc máy lọc nước này vừa có thể tiết kiệm điện vừa có thể tiết kiệm nước. Bên cạnh đó cũng không thể nào bỏ qua được đó chính là nó có thể giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt. Với hình dáng nhỏ gọn, máy lọc nước Fountain 7S có thể được lắp đặt ngay gần bồn rửa trong bếp. Điều này sẽ giúp cho việc kết nối với nguồn nước được dễ dàng hơn cũng như là đem lại sự tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng. Chưa hết, nhờ thiết kế mặt sau phẳng và có sẵn chỗ để treo lên tường nên máy lọc nước này hoàn toàn có thể treo tường được nha mọi người. Bất cứ chiếc máy lọc nước nào cũng sẽ có vòi nước, nhưng mà khác với những chiếc vòi nước bình thường thì thiết kế của vòi nước này có phần đặc biệt hơn. Vòi nước của chiếc máy lọc nước này được làm bằng kim loại nhưng lại rất dễ dàng để điều chỉnh theo nhiều hướng. Nhờ vậy mà khi sử dụng mọi người không cần phải di chuyển máy, chỉ cần linh hoạt điều khiển chiếc vòi này thôi. Thế là xong.
Bên cạnh đó, chiếc vòi này cũng được gắn liền với phần thân máy nên là sẽ càng giúp ích cho việc lắp đặt được đơn giản và dễ dàng hơn bởi vì không cần phải nối quá nhiều đường ống. Ngoài ra, vòi nước này cũng được thiết kế một chiều, chỉ cho phép nước và không khí đi từ trong ra ngoài chứ không có chiều ngược lại. Nhờ ưu điểm này mà sẽ giúp hạn chế được tình trạng nước bị nhiễm khuẩn ra môi trường bên ngoài. Thế nên là chắc là cũng không quá khi mà Quỳnh nói là chiếc máy lọc nước này được thiết kế giống như là một chiến binh diệt khuẩn vậy đó. Không chỉ tiện lợi, thiết kế mặt trước cong tròn màu xám bạc cũng giúp máy có thêm điểm cộng về độ thẩm mỹ. Quỳnh tin chắc chắn với hình dáng như vậy thì những tín đồ đang mê trang trí sẽ rất hài lòng khi đặt nó ở trong không gian bếp. Phần vỏ màu trắng bạc này thì được làm từ nhựa ABS, có ưu điểm là bền bỉ và chịu va đập tốt nên sẽ duy trì tuổi thọ của máy lâu hơn. Sau khi sử dụng chiếc máy này một vài lần thì Quỳnh thấy là chiếc máy rất là dễ sử dụng và ai trong nhà của mình cũng có thể dùng được. Ở khu vực van mở nước, máy có chữ Open và Close. Đối với ai không rành về ngoại ngữ thì chỉ cần phân biệt mở thì vặn về bên trái, đóng thì vặn về bên phải thôi. Khi sử dụng chiếc máy lọc nước này thì có lẽ là bộ phận mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất đó chính là cái van này. Thế nên là đây cũng chính là bộ phận bị xuống cấp đầu tiên. Tuy nhiên với chiếc máy lọc nước này thì mọi người có thể yên tâm hơn khi mà van được làm bằng gốm siêu bền. Để kiểm tra là máy lọc nước có đang hoạt động hay không thì cách dễ nhất là mình kiểm tra xem nước có chảy hay không, đúng không mọi người? Rồi, như thế này là máy đang hoạt động nha. Nhưng mà đối với chiếc máy lọc nước này thì mình lại còn có thêm một số hiệu nữa để nhận biết, đó chính là phần đèn báo. Khi van được mở thì đèn màu xanh cũng bắt đầu nhấp nháy để báo hiệu là máy đang hoạt động bình thường và đang cung cấp nước cho chúng ta. Ngoài đèn báo màu xanh báo hiệu máy đang hoạt động thì vẫn còn hai đèn khác nằm ở ngay bên cạnh. Đèn báo tiếp theo sẽ nhấp nháy màu đỏ nếu máy cần phải thay lõi lọc. Nếu chỉ có đèn đỏ nhấp nháy thì mọi người có thời gian là 1 tháng để thay thế. Nhưng nếu đèn báo nhấp nháy còn kèm theo tiếng bíp thì mọi người nên thay thế lõi lọc ngay nhé. Trung bình thì lõi cần được thay sau 12 tháng sử dụng hoặc là lượng nước mình dùng đâu đó đạt đến mức trên 4.000 lít. Như vậy là với chiếc máy lọc nước này, mình không cần phải tự canh chừng xem khi nào cần thay lõi lọc mà máy sẽ tự cảnh báo. Đèn còn lại thì nhìn vào biểu tượng pin, mọi người cũng có thể biết được chức năng của nó đúng không? Đèn sẽ nhấp nháy màu vàng khi pin cần được thay thế. Ngoài việc thông báo cho mình biết khi nào nên thay pin hay lõi lọc thì máy còn có chế độ thông báo khi quá dòng. Lúc này cả ba đèn sẽ đồng loạt nhấp nháy và việc mình cần làm là đóng van và kiểm tra áp suất nước. Ở phần thí nghiệm độ pH của nước lọc từ chiếc máy này, Quỳnh cũng đã cho mọi người biết là nước này có thể phục vụ cho quá trình nấu ăn cũng như là dùng để uống trực tiếp. Vậy thì với một chiếc máy lọc nước nhỏ nhắn như thế này thì câu hỏi là liệu có cung cấp đủ nước cho mình sử dụng hay không? Hoàn toàn là có nha, có khi còn dư nữa đó. Chiếc máy này có công suất lọc lên đến 162 lít mỗi giờ. Nhờ vậy mà mọi người có thể thoải mái rửa rau, trái cây, nấu ăn và nhiều việc khác cần đến nước sạch. Từ nãy giờ Quỳnh đã điểm qua một số điểm nổi bật của chiếc máy lọc nước này. Còn bây giờ sẽ là thời gian mà Quỳnh nhắc về một số lưu ý nhỏ mà trong quá trình sử dụng mình có thể bảo quản được chiếc máy này lâu hơn để tăng tuổi thọ của nó hơn. Mặc dù nói là máy có thiết kế nhỏ gọn để đâu cũng được, nhưng tuyệt đối mọi người không nên để nó ở gần các loại bếp, tránh ánh nắng trực tiếp và không để dưới gầm bàn bếp luôn. Tiếp theo là mình chỉ thay lõi lọc khi có báo hiệu của máy, chứ không được tự ý lấy lõi lọc ra và rửa dưới bất cứ hình thức nào. Nếu có thì chỉ là dùng khăn lau sạch khu vực bên trong này thôi. Ngoài ra, mặc dù là vỏ máy được làm từ chất liệu nhựa ABS bền bỉ, nhưng mà chúng ta cũng không nên để máy bị va đập nhiều làm giảm tuổi thọ. Sau khi đã tìm hiểu chi tiết về chiếc máy lọc nước này thì Quỳnh nghĩ là để lắp đặt nó trong nhà thì chúng ta cũng phải thỏa mãn được hai điều kiện. Đầu tiên là nguồn nước mình dùng phải là nguồn nước máy. Tiếp theo là áp suất đường ống trong nhà phải nằm từ khoảng là 0.1 đến 0.4 MPa. Như vậy là chiếc máy lọc nước này sẽ phù hợp với những gia đình nào có điều kiện sống khá, muốn nâng cao chất lượng sống bằng nguồn nước tinh khiết, sạch khuẩn và có vị tươi mát ngon hơn bình thường. Bên cạnh đó, với việc không dùng điện và không có nước thải ra thì chiếc máy lọc nước này cũng sẽ giúp cho gia đình mình tiết kiệm được một phần nào chi phí hàng tháng. Chi tiết về giá của sản phẩm Quỳnh sẽ để ở dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nhé. Còn video ngày hôm nay thì đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Trước khi rời đi hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ cho kênh Điện Máy Xanh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.